Cô thân chào các bạn học sinh khối 12 của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi sáng ngày thứ tư để đồng hành cùng với các bạn trong tiết học ngữ văn của khối 12. Như vậy, ở tiết học ngày thứ hai, cô đã sửa bài kiểm tra giữa học kỳ 1 để cho các bạn rút kinh nghiệm. Và có lẽ giờ này các bạn cũng đã biết được điểm của mình như thế nào. Nó đã đánh giá được quá trình các bạn học tập. Và cô lưu ý một điều, dù chúng ta học online thì tất cả những cái đánh giá này đều đánh giá từ việc học hàng ngày của các em, việc các em viết bài, hoàn thành bài tập, hoàn thành những bài kiểm tra tập trung đều liên quan đến cái việc đánh giá cuối học kỳ của các em và đánh giá cả năm của các em. Rõ ràng nếu như ở bài kiểm tra giữa kỳ, nếu như bạn nào mà điểm còn thấp thì hãy xem lại cái phương pháp học tập của mình. Còn bạn nào mà có điểm tốt thì hãy tiếp tục nỗ lực và phát huy hơn. Như lời đã dặn ở tiết học thứ hai, đó là gì? Hôm nay cô sẽ mang đến một cái kiến thức mới của chương trình học kỳ 1. Và cô cũng đã yêu cầu các em là hãy đọc trước cái tác phẩm này ở trong sách giáo khoa. Vậy thì cô chờ chúng ta cùng đi tìm hiểu tác phẩm mới này. Bài hôm nay cô mang đến cho các em là bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bài bút ký này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong hai tiết, tiết hôm nay và tiết của ngày thứ sáu. Thế thì các em hãy lấy vở ghi ra và chúng ta cùng tiến hành bài mới nhé. Đất nước thì có nhiều dòng sông để thương để nhớ, và mỗi dòng sông thì tạo nên cái nguồn cảm hứng cho mỗi tác giả khác nhau. Nếu như ở trước đây các em đã học Tùy bút người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, chúng ta đã thấy được một con sông Đà vừa hung bạo vừa trữ tình qua cái cảm quan thẩm mỹ của một người yêu cái đẹp vô cùng, suốt đời đi tìm kiếm cái đẹp là tác giả Nguyễn Tuân. Thì hôm nay chúng ta đến với một dòng sông khác trên dải đất hình chữ S, đó là con sông Hương ở xứ Huế mộng mơ, qua ngòi bút của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường với thể loại bút ký. Mời các em mở sách giáo khoa ra, chúng ta cùng tìm hiểu để tiến hành phần đầu tiên, đó là tìm hiểu chung. Các em hãy đọc sơ qua phần tìm hiểu chung để cùng nắm ý, sau đó cùng xây dựng bài cùng với cô. Như vậy là sau khi tìm hiểu phần tiểu dẫn thì cô rút ra một số ý để các em khái quát lại về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Các em cùng theo dõi phần trình chiếu của cô. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước và ông có vốn hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Quê gốc của Hoàng Phủ Ngọc Tường là ở Quảng Trị, nhưng mà ông sống và học tập và trưởng thành và gắn bó sâu sắc với xứ Huế. Có một điểm đặc biệt về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường mà em cần phải lưu ý, đó là ông chuyên viết về thể loại bút ký. Và đây, các em nhìn cho cô cái gạch đầu dòng số 4. Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Khi mà tìm hiểu về một tác giả, chúng ta cần nắm rõ về phong cách nghệ thuật của tác giả đó. Ý này các em hoàn toàn được có thể sử dụng để viết vào trong cái phần mở bài. Rất là đầy đủ ý. Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường là có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và tính trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều, được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý, và tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. Cô dừng lại một phút cho các em quan sát lại toàn bộ màn hình của cô đang trình chiếu những ý cơ bản về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Các em theo dõi thật kỹ. Vậy cô có ý gì nào? Cô có khái quát chung về Hoàng Phủ Ngọc Tường đúng không? Với bốn cái gạch đầu dòng, là một cái tri thức yêu nước với bốn hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Quê quán của ông, nhưng mà có chỗ này là các em thấy nhá.
vì cái tác phẩm Bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông là một cái tác phẩm viết về con sông Hương ở xứ Huế. Và khi mà các em học tác phẩm này, các em sẽ thấy được cái tình cảm đặc biệt của Hoàng Phủ Ngọc Tường dành cho con sông Hương nói riêng cũng như xứ Huế nói chung. Và lý do tại sao lại có cái mối tình cảm này thì các em thấy là gì? Dù là quê gốc ở Quảng Trị nhưng mà sống, học tập và trưởng thành thì Hoàng Phủ Ngọc Tường là gắn bó sâu sắc với Huế. Có lẽ chính vì điều này mà cái sợi dây kết nối giữa Hoàng Phủ Ngọc Tường với xứ Huế là vô cùng sâu sắc. Vì thế mà tình cảm của Hoàng Phủ Ngọc Tường dành cho con sông Hương nói riêng và dành cho xứ Huế nói chung là vô cùng sâu đậm. Chúng ta thấy rất là rõ qua bài bút ký này. Bài bút ký này thì thể loại là bút ký, và đây cũng là một trong những thể loại mà Hoàng Phủ Ngọc Tường vô cùng thành công. Các em chú ý thật kỹ cái phong cách nghệ thuật, cô nhắc lại. Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và tính trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều, và nó được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý. Và cái lối hành văn thì hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. Đấy là những cái nét cơ bản cô khái quát về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đó là những nét cơ bản về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và với những cái nét cơ bản này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để viết phần mở bài của chúng ta, đúng không em? Nào hãy nhớ bài luôn dùng cho cô nhé. Chúng ta đến với phần số 2. Tìm hiểu sơ lược về bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ở trên màn hình cô đang trình chiếu 4 mục thuộc mục thuộc phần số 2 tác phẩm. Đó là thể loại, tiêu đề, đề tài và nội dung. Như cô đã nhắc rất nhiều lần, thể loại đây là bút ký. Vậy thì cô đưa ra một câu hỏi cho các em, đó là đặc trưng của thể loại bút ký là gì? Khi mà các em hiểu được cái đặc trưng của thể loại bút ký thì các em sẽ viết bài phân tích nghị luận văn học rất là tốt khi liên quan đến tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông. Vậy hôm nọ khi học tác phẩm Người lãnh đạo sông Đà của Nguyễn Tuân thì các em thấy là gì? Đó là thể loại tùy bút, đúng không? Vậy thì hôm nay tác phẩm này được viết theo thể loại bút ký. Vậy đặc trưng của thể loại bút ký là như thế nào? Hôm trước cô có dặn là tìm hiểu bài trước đi. Vậy thì các em thử trả lời cho cô coi nào. Học cái tác phẩm đấy, biết thể loại của nó mà không biết nó mang những đặc điểm gì thì làm sao mà các em phân tích được, đúng không? Làm sao mà các em phân tích mà. Rồi, vậy thì cô đưa ra cho các em một cái câu hỏi như vậy. Cô có một vài gợi ý. Bút ký á, thì thường nó có một cái điểm đó là gì? Nó ghi lại những con người thực hoặc là sự việc mà nhà văn á, đã tìm hiểu, nghiên cứu. Đồng thời ở trong bút ký thì cũng có thể hiện cái cảm nghĩ của chính tác giả nhằm thể hiện một cái tư tưởng nào đó. Sức hấp dẫn của bút ký ấy, các em ạ, sức hấp dẫn và sự thuyết phục của bút ký thì tùy thuộc vào tài năng và trình độ quan sát, nghiên cứu, khám phá và diễn đạt của tác giả đối với các sự kiện được đề cập đến, nhằm khám phá ra những khía cạnh có vấn đề, những ý nghĩa mới mẻ, sâu sắc trong cả chưa tạm tới tính cách và hoàn cảnh cá nhân của môi trường. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, giá trị hàng đầu của bút ký là giá trị nhận thức. Thế đấy là đặc trưng của bút ký. Cô nói như vậy sợ nhanh thì cô sẽ nói lại một lần nữa nhé. Bút ký đấy là ghi lại những con người thực, những cái sự việc mà nhà văn đã tìm hiểu, nghiên cứu cùng với những cảm nghĩ của mình nhằm thể hiện một tư tưởng nào đó. Sức hấp dẫn và thuyết phục của bút ký thì tùy thuộc vào tài năng và trình độ quan sát và nghiên cứu khám phá diễn đạt của tác giả đối với các sự kiện được đề cập đến đó. Và rõ ràng có một điều khẳng định, đó là gì? Giá trị hàng đầu của bút ký đấy chính là giá trị nhận thức nha. Cái mục B đó là mục tiêu đề của tác phẩm. Em thấy tiêu đề ở đây có thiếu một cái gì các em? Cô để cho các em phát hiện nào. Cô để cho các em phát hiện. Bạn nào phát hiện được thì chắc chắn là sau này sẽ không có bao giờ mắc cái lỗi này. Ai phát hiện được? Tự xem là con phát hiện được không nhé.
đó là gì? À, tên nhan đề ở đây cô thiếu cái gì? Thiếu dấu chấm, chấm hỏi. Lúc nãy khi trình chiếu cái slide đầu tiên về tên tác phẩm cô có dấu hỏi, nhưng ở đây cô đã cố tình bỏ đi cái dấu hỏi để xem là học trò của mình khi mà học phân tích cái tác phẩm này thì có nhớ là cô Thảo của mình đã để quên mất dấu chấm hỏi chỗ này không? Cái nhan đề của bài bút ký này có một dấu chấm hỏi và đó là một câu hỏi. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Thật ra thì cái nghe cái câu hỏi này lên, chúng ta thấy một cái cảm xúc rất là đặc biệt, nó lãng mạn và nó đầy chất thơ. Và cái đề tài á, mục C ấy, các em quá rõ đúng không em? Đó là viết về sông Hương và xứ Huế như cô đã nói rồi. Và cô cũng đã giải thích lý do tại sao có cái tình cảm đặc biệt giữa Hoàng Phủ Ngọc Tường với sông Hương và xứ Huế. Và cô có gợi mở một chút về nội dung của bài bút ký này, đó là miêu tả vẻ đẹp của sông Hương từ nhiều góc độ như thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Đấy, từ nhiều góc độ các em nhé, từ nhiều góc độ. Rồi, đấy là những cái phần mà cô tìm hiểu sơ lược về tác phẩm, thể loại, tiêu đề, đề tài và nội dung. Bây giờ chúng ta đến với cái đoạn trích sách giáo khoa. Rồi, các em quan sát. Ở cái phần mà chúng mình học trong sách giáo khoa mới chỉ là một cái phần trích của toàn bộ bài bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và cô xác định dùng các em cái vị trí của cái đoạn trích này là thuộc phần đầu của tác phẩm. Ở đây tác giả đã xuôi theo sông Hương từ thượng nguồn là từ cao các em, đến cửa biển và trình bày những hiểu biết của mình về dòng sông. Cô chia sẵn cho các em bố cục của đoạn trích này gồm 3 phần. Phần đầu trong những nhìn vào sách giáo khoa nào. Nhìn vào sách giáo khoa. Bây giờ các em, cô dành ra 1 phút cho các em để các em đánh dấu sách giáo khoa nhé. Nhìn vào sách giáo khoa và đánh dấu dùng cho cô. Như vậy cô có đoạn 1 từ chỗ là trong những dòng sông đó, từ đầu cho đến chỗ dưới chân núi Kim Phục. Đoạn này thì thể hiện được cái vẻ đẹp của sông Hương ở vùng thượng nguồn và là một dòng chảy có mối quan hệ sâu sắc với dãy Trường Sơn. Đoạn 2 từ chỗ phải nhiều thế kỷ đi qua cho đến cái chỗ quê hương xứ sở. Đây thể hiện cái gì đây? Sông Hương với mối quan hệ với kinh thành Huế. Đoạn 3 từ chỗ hiển nhiên là sông Hương cho đến chỗ cho dòng sông, thể hiện sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử dân tộc, với cuộc đời và với thi ca. 3 đoạn đánh dấu thật kỹ vào sách giáo khoa dùng cô. Rồi, nếu như các em đã đánh dấu kỹ rồi thì chúng ta bắt đầu vào việc phân tích. Vì như cái bài bút ký này cô sẽ chia làm 2 tiết cho nên, và cái nội dung phân tích của cô sẽ đi theo bố cục. Tức là bố cục gồm 3 đoạn, thì cái phần mà tìm hiểu chung về tác phẩm á, thì tìm hiểu về kỹ về tác phẩm á, thì cô sẽ đi 3 phần, 3 đoạn, 3 mục. Và ở tiết học này cô sẽ đi mục số 1. Đó là sông Hương ở vùng thượng nguồn, là dòng chảy có cái mối quan hệ sâu sắc với dãy Trường Sơn. Đấy. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Đọc hiểu văn bản. Rồi, cô đến với cái mục đầu tiên trong phần 2 La Mã đọc hiểu văn bản, là sông Hương ở vùng thượng nguồn và trong cái mối quan hệ sâu sắc với dãy Trường Sơn. Trước khi vào phân tích cụ thể, cô cho chúng ta cùng đọc bài. Bởi vì cô chắc chắn là các em rất là ít bạn đọc như cô đã yêu cầu ở tiết ngày thứ 2, là về đọc trước bài để biết và phân tích. Thế thì chúng ta cùng đọc bài một chút. Cô sẽ không đọc hết cả đoạn trích trong sách giáo khoa, cô chỉ đọc cái phần 1 liên quan đến cái nội dung mà chúng ta chuẩn bị tìm hiểu. Vậy thì cái đoạn 1 của chúng ta là từ đầu cho đến chỗ dưới chân núi Kim Phục. Em thấy chưa? Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ có sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dọng dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái si gan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ,
một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây, với cấu trúc đặc biệt có thể lý giải được về mặt khoa học, đã chế ngự sức mạnh bản năng ở người con gái của mình, để khi đi ra khỏi rừng, Song Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Nếu chỉ mải mê nhìn ngắm khuôn mặt kinh thành của nó, tôi nghĩ rằng người ta sẽ không hiểu một cách đầy đủ bản chất của Song Hương với cuộc hành trình gian truân mà nó đã vượt qua, không hiểu thấu phần tâm hồn sâu thẳm của nó mà dòng sông hình như không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phục. Hay không em? Bản thân cô khi mà đọc cái đoạn đầu này cảm thấy nó rất là xuất sắc luôn. Cái ngòi bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường nó mô tả cái đặc sắc vô cùng. Và ở đoạn mà cô vừa đọc thì mô tả cái vẻ đẹp của con sông Hương ở thượng nguồn, và cô nhắc lại qua đó, trong đó thể hiện rất rõ cái mối quan hệ của sông Hương với dãy Trường Sơn, với dãy Trường Sơn. Thế thì các em cùng nhìn cho cô những cái ý mà cô trình chiếu ở đây trước đã nhé. Rồi, cô trò chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu đoạn số 1. Vậy thì cô có một cái ý mở rộng cho các em. Tên gốc của sông Hương là A Pảng. Dòng sông tựa như đời người. Nó đã trở đầy phận người từ thuở giọt địa chất sinh ra. Và cái tên của dòng sông nó mang một cái cảm xúc hướng nội. Thật ra thì điều này cũng là dễ hiểu. Bởi vì sao? Khi nhắc đến sư Huế các em thì chúng ta thấy là gì? Nó mang một cái, nhắc đến sư Huế, con người Huế, cảnh vật ở Huế, là mang một cái gì đó hơi hướng nội, trầm mặc và có nét buồn, u buồn. Nó không phải là cái nhịp hiện đại sôi nổi như thành phố Hồ Chí Minh, đúng không em? Nhắc đến sư Huế là thế. Và con sông Hương dường như mang đầy đủ những đặc điểm của vùng đất này. Nó cũng buồn mang mát, nó cũng thơ mộng như vậy. Và có một điểm cũng muốn khẳng định với các em là gì? Là nhắc đến sư Huế là phải nhắc đến sông Hương. Bởi vì sao? Sông Hương gắn bó mật thiết với sư Huế. Đấy. Thế thì các em chú ý cho cô những cái dòng chữ mà cô y nghiêng. Đây là một lần nữa cô xoáy mạnh vào những cái từ ngữ miêu tả của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Khi mà mô tả cái vẻ đẹp của sông Hương ở vùng thượng nguồn. Đó, các em đọc thật kỹ giùm cô. Đầu tiên đó là gì? Sông Hương rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những gành thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn. Các em thấy câu văn dài không? Đấy là một đặc trưng của thể loại bút ký. Rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn phẩy, mãnh liệt qua những gành thác phẩy, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn. Đó. Rõ ràng là gì? Ở cái thượng nguồn này, để mô tả cái vẻ đẹp của con sông ở thượng nguồn này, tác giả đã sử dụng những cái so sánh độc đáo và thú vị. Độc đáo và thú vị. Trước đấy tôi thấy là gì? Sông Hương được ví như là một bản trường qua của rừng già. Đó, bản trường ca của rừng già đó. Rồi mới đấy rầm rộ giữa những bóng cây đại ngàn, rồi mãnh liệt qua những gành thác, rồi cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn. Với việc mà sử dụng những cái câu văn dài được tách thành nhiều vế, cùng với việc
sử dụng các động từ mạnh như là rầm rộ và cuộn xoáy. Và những hình ảnh độc đáo. Rõ ràng Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tái hiện một sông Hương với vẻ đẹp mãnh liệt, hùng tráng và hoang dại. Cô đi rất là chậm chỗ này để các em theo dõi bài. Cô nhắc lại nha. Với việc sử dụng những cái so sánh thú vị, đặc sắc, rồi sử dụng những câu văn dài với nhiều vế câu, sử dụng những động từ mạnh, rõ ràng là gì? Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khắc họa một con sông ở thượng nguồn mãnh liệt, hùng tráng và cũng đầy hoang dại. Đó. Nhưng ở dòng sông ấy chúng ta lại thấy cái gì đây? Cái đầu dòng thứ hai đó là gì đây? À, một cái vẻ đẹp thế nào? Dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Đó. Thế là chúng ta thấy là gì? Ở trên là một cái sự mãnh liệt, hoang dại và hùng tráng. Thì ngay lập tức Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng mô tả cái gì đây? Cái sự dịu dàng, say đắm của con sông Hương ở thượng nguồn. Đấy. Chưa đủ, Hoàng Phủ Ngọc Tường còn ví sông Hương ở thượng nguồn như là một cô gái di gan phóng khoáng và man dại. Đây là cái biện pháp tu từ nhân hóa nha. Ví sông Hương như một cô gái di gan phóng khoáng và man dại. Rồi. Rừng già đã hun đúc một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng cũng chính rừng già đã chế ngự sức mạnh bản năng để khi ra khỏi rừng, nó mang một cái gì đây? Một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Rõ ràng các em thấy là gì? Nhân hóa hơn sông Hương như một cô gái di gan, phóng khoáng và man dại. Rồi gì nữa đây? Lại ví sông Hương là gì đây? Khẳng định được cái gì đây? Sông Hương như một cái nôi. Cái nôi. Rồi giống như một người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng những nét đẹp văn hóa ngàn đời của thành phố Huế. Các em thấy rõ ràng là gì? Mới chỉ mấy câu văn đầu, nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thề đây. À, sử dụng rất nhiều so sánh độc đáo, rồi nhân hóa, rồi động từ mạnh, rồi câu văn dài. Và điều này đã tổng hợp lại để khẳng định cái vẻ đẹp sông Hương. Sông Hương như một sinh thể đa tính cách. Đa tính cách tức là sao? Vừa có cái vẻ đẹp hùng tráng, mãnh liệt, nhưng bên cạnh đấy cũng có vẻ đẹp gì các em? À, cũng có vẻ dịu dàng và nữ tính. Đấy. Đúng không các em? Rồi. Có một điều cô muốn nói với các em. Đây là một cái đoạn vô cùng đặc biệt. Nếu như toàn bộ cái đoạn trích trong sách giáo khoa này á, ở phần mở đầu, như cô đã nói là thuộc phần mở đầu của toàn bài bút ký đúng không, thì thiên về cái vẻ đẹp gì các em? Chữ tình thơ mộng của dòng Hương Giang. Thì riêng cái đoạn sông Hương ở thượng nguồn này mới là xuất hiện cái vẻ đẹp hùng tráng, mãnh liệt, hoang dại của sông Hương. Có thể thấy được rằng là gì? Chỉ với một cái đoạn văn ngắn như vậy thôi đấy các em. Ngắn thôi các em đúng không? Mấy dòng, mấy câu văn, mình có thấy được cái gì? Thế là Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết những cái dòng bút ký này bằng một cái tình cảm vô cùng đặc biệt, một cái cảm xúc vô cùng dâng trào. Cái tình cảm đặc biệt này của Hoàng Phủ Ngọc Tường dành cho sông Hương nói riêng và xứ Huế nói chung là vô cùng đậm nét. Đó. Đó là cô nói là như vậy. Các em đọc kỹ dùm cho cô nha. Như vậy là các em thấy rõ ràng là cái tình cảm của Hoàng Phủ Ngọc Tường đối với con sông Hương như vậy.
Con sông Hương hiện lên như là một cô gái mang đầy màu sắc mới mẻ. Có lúc thì rất là cá tính, có lúc lại dịu dàng và uyển chuyển. Đấy. Như vậy là sông Hương là một bản trường ca của rừng già, với nhiều tiết tấu vừa hùng tráng, dữ dội. Nó mang vẻ đẹp của một sức sống vừa mãnh liệt, hoang dài, vừa dịu dàng, say đắm và đầy cá tính. Đây chính là nét riêng trong lối viết ký của tác giả Hoàng Phổ Mộc Tuần. Đó cũng là tâm hồn sâu thẳm, vừa sụp sôi vừa đầm thắm của thiếu nữ A Pảng, những cái tên A Pảng này nhé. Đó. Như vậy là ở cái đoạn 1 này các em thấy là gì? Sông Hương trong không gian núi rừng Trường Sơn hiện lên một cái vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Những cái nét so sánh ở trong cái đoạn 1 này nó độc đáo, nó mới lạ các em ạ. Và thực sự độc đáo và mới lạ này cũng cho chúng ta thấy được cái gì? Cái cá tính của tác giả trong cái việc liên tưởng phong phú và mạnh mẽ. Và bên cạnh cái hùng tráng, chúng ta cũng thấy cả cái gì? Cái thơ mộng trữ tình. Khi mà sông Hương trải qua những cái dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Đấy. Cả dòng sông tồn tại như là một cái sinh thể vậy đây, mang những nét tính cách đối lập nhau nhưng vẫn rất là hài hòa nhé. Đối lập nhưng mà hài hòa, tạo nên một cái vẻ đẹp đa dạng, phong phú, một sức sống mãnh liệt cho dòng Hương Giang. Đấy. Đó là những cái ý ở đoạn 1 cũng muốn khắc sâu cùng các em. Cô khái quát lại cho các em một vài điểm nghệ thuật khi tác giả Hoàng Phổ Ngọc Tường mô tả đoạn 1. Thì hồi nãy cô có nói với các em đó là gì? Việc sử dụng biện pháp tu từ so sánh là đặc sắc đúng không? Rồi sử dụng những cái động từ rất là mạnh đúng không? Rồi những cái câu văn dài với nhiều vế câu. Rồi gì nữa các em? Chúng ta thấy những cái liên tưởng kỳ thú và xác đáng. Ngôn ngữ thì gợi cảm. Và tất cả những cái yếu tố này thì tạo nên một cái sức cuốn hút, hấp dẫn về một con sông có linh hồn và có sự sống. Đấy. Vậy thì ở tiết học ngày hôm nay, cô nhắc lại cho các em nhớ là chúng mình đã học được cái gì? Chúng ta tìm hiểu được về tác giả Hoàng Phổ Ngọc Tường với cái tình cảm, sự gắn bó sâu đậm với xứ Huế, với cái tài năng của Hoàng Phổ Ngọc Tường ở thể loại bút ký. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phong cách nghệ thuật đặc sắc của Hoàng Phổ Ngọc Tường, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ, chất trữ tình, giữ nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều. Lối hành văn thể hướng nội, xúc tích, say đắm và tài hoa. Chúng ta đã tìm hiểu được đặc trưng của thể loại bút ký đúng không em? Nãy cô có cái tìm hiểu rất là kỹ. Bút ký là một cái thể loại là ghi lại những cái con người thực và sự việc mà nhà văn đã tìm hiểu, nghiên cứu cùng với những cảm nghĩ của mình nhằm thể hiện một tư tưởng nào đó. Sức hấp dẫn và thuyết phục của bút ký thì tùy thuộc vào tài năng và trình độ quan sát, nghiên cứu, khám phá và diễn đạt của tác giả. Và một cái giá trị hàng đầu của bút ký đó chính là giá trị nhận thức. Đó. Vậy chúng ta đã tìm hiểu được về đặc trưng của thể loại bút ký. Và cái đoạn trích này mà chúng ta học thì nằm ở phần đầu của toàn bộ bài bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phổ Ngọc Tường. Đúng không? Và như cô đã chia bố cục thì cái phần trích này chúng ta sẽ chia làm 3 đoạn. Và ở tiết học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu toàn bộ đoạn 1. Đó là vùng sông Hương ở vùng thượng nguồn trong mối quan hệ sâu sắc với dãy Trường Sơn. Chúng ta đã thấy được cái vẻ đẹp vừa hùng tráng, vừa hoang dại, vừa mãnh liệt của con sông Hương từ thượng nguồn, từ thượng nguồn. Và bên cạnh đấy, bằng cái tài quan sát, óc liên tưởng của mình, ngòi bút tài hoa của mình, Hoàng Phổ Ngọc Tường cũng vẽ nên hình ảnh con sông Hương thơ mộng, trữ tình, duyên dáng như một cô gái di đan, phóng khoáng và man dại. Ở đoạn 1 chúng ta thấy
được sự kết hợp của hai vẻ đẹp này trong cái con sông Hương. Hai vẻ đẹp này hài hòa vô cùng, và việc mà kết hợp được rất nhiều biện pháp tu tự, biện pháp nghệ thuật cũng đã tạo nên vậy một hình ảnh, một cái con sông Hương có linh hồn, có sự sống. Vậy thì đấy là nội dung của bài học ngày hôm nay. Tiết học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần còn lại nhé. Hôm nay thì cô không có bài tập về nhà, các em hãy ghi bài và nhớ bài cẩn thận. Cô kết thúc tiết học số 1 của bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông Hoàng Phủ Ngọc Tường ở đây. Cô chào các em, cô chúc các em sức khỏe. Hẹn gặp lại các em nhé.